Rồi chào tất cả mọi người nha. Rồi tiếp tục hôm nay thì vợ mình sẽ dẫn chương trình cái tập này nha. Rồi một action viết. Hôm nay mình mới đi bắt dợp về. Được như đây. Đạo ký đậu. Đang cách ly bắt dợp gì. Thì vợ mình cũng giỡn thôi. Thì mấy bữa nay á, mười mấy ngày chứ mấy bữa gì. Thì mọi người cũng biết thì cách ly nó thèm đủ thứ chuyện trên đời á. Thì mình mới điện vô trong má. Má thì má có mua dợp rồi để bán lại đó. Mà điện vô má mua má mấy ký nè, 5 ký. Nhưng mà má mới được tới 6,5 ký luôn, 10 vỗ nè. Đó với mấy con cua biển này sau lưng đó, chút xíu mình sẽ quay cho mình xem. Thì má bóng lấy tiền mà xong hết cách ly mình sẽ vô trả tiền sau. Thì thay mặt dòng họ hai bên cảm ơn má rất nhiều với ba nuôi đó. Thì ba nuôi với má mình cũng ở gần đây 4-5 cây số thôi, mà gửi cái người ta đem vô trên đây mình cũng không có đi lấy được đó. Gửi nhưng mà cái người quen á ta đem lại cho mình đó. Thì hôm nay mình làm gì đây? Nướng mỡ hành. Nướng mỡ hành. Bây giờ có 4 con cua biển nữa, nhưng mình sẽ làm cái clip là nướng mỡ hành trước, giờ còn cua biển ngày mai mình sẽ làm. Bây giờ đồ mà mua cũng rất là hiếm cho nên mình sẽ tiết kiệm. Bữa nay mình ăn dọp, ngày mai mình sẽ làm được cua sau nha. Bây giờ mình sẽ quay cái cua với lại cái dọp để tặng cả những người xem nha. Đây. Đây là những con dọp già ba lửa luôn. Đó, dỗ luôn nè. Đây cua biển. Hôm nay có 4 con. Ôi con này thúc rồi. Đây là 4 con. Đó, 4 con cua đực không mà không cua cái mà cua chắc không nha, cua thật đó. Cái này mình ngày mai mình sẽ làm cái món sao đó bỏ vô đi. Đó. Bây giờ vợ chồng mình sẽ làm cái món dọp này. Dọp này tới 6,5 ký rồi, nhưng mà sẽ ăn không hết đâu, mình lấy chừng tầm cỡ 4 ký thôi. 4 ký được ha, 4 ký thôi, nhiều lắm, tại vì này tới 6,5 ký nè. Bây giờ vợ chồng mình sẽ dọp này mình muốn mà tách cho nó dễ mình phải luộc sơ nha, nước nó vừa sôi á, bắt đầu mình sẽ nhắc xuống mình sẽ tách cho nó dễ hơn, còn đừng có để cho mà luộc nó chín quá nó tách, nó mà tách ra cái miệng nó bị teo, con dọp nó không ngon. Mình sẽ đi bắt nó sâu, vừa sâu lên cái đầu mình sẽ nhắc xuống rồi tách cho nó dễ và mình sẽ đem lên nướng. Rồi thì vợ chồng mình cũng mới được nhận được cái phần quà của nhà thiện nguyện, người ta cho này nhiều lắm. Đây mỗi lần hộp gà sữa bữa này quá trời luôn. Dầu ăn nước tương muối trà, bữa này nhiều dữ á. Mì gói đừng có bỏ sao đi, bữa nhiều lắm, mì gói nhiều tới mấy chục gói luôn. Mì gói chắc tầm 10 mấy gói. Rồi cá mồi xà bông cá mồi gạo đó. Bữa nay là người ta cho nhiều quá trời luôn, cho là gấp đôi từng bữa luôn á. À, biết đếm bao nhiêu không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bữa nay là người ta cho 9 miếng. Chín món. Chín món. Giờ tới Tết luôn. Cái này chắc phải xin thêm tuần lễ nữa. Giờ không có tiền mua đồ ăn rồi, cơm. Rồi thôi chứ mình hai chồng mình dán tuần lễ nó cho xong cái cách ly rồi xong sẽ ra ngoài rồi cho nó đi săn bắt nào, hoặc là mình làm ăn cho nó dễ hơn. Chứ bây giờ cách ly thì có người hỗ trợ gì là rất là mừng. Rồi cảm ơn những nhà thiện nguyện rất nhiều. Đây rồi vợ chồng mình sẽ đi luộc cái đó, mình tách ra nướng nha. Rồi nãy giờ mình luộc này tầm cả 4 ký thôi, chừa là 2 ký mấy. Mình đợi nước sôi á, vừa sôi xong cái mình tắt lửa liền, là mình để mình cua con dọp cho nó dễ. Đây nè, giờ nó hơi bung bung rồi nè, luộc chín quá nó như nghiêu rồi, nó sẽ bị teo lại. Đó, giờ mình bỏ cái nắp đi. Có mấy con nó nằm ở dưới nó bị mở miệng rồi. Cái này mình luộc lâu quá nó bị teo giống như nghiêu vậy đó. Mình chứa là mình luộc để cho nó dễ cua thôi. Con dọp nó mới mập, chứ mình luộc ấy quá nó bị teo. Có hai con nằm dưới, đó. Dễ. Đây, cái con này vừa chín tới nè, mọi người xem nè, mập lúc luôn, đó, vậy nè, thấy ngon. Giờ cua già bắt đầu mình sẽ đi bắt bếp để mình thắng mỡ hành đâu, giờ đậu phộng. Còn cái nước này là ngọt dữ lắm nè. Ây da, còn cứng. Con dọn mập lúc. Cái này có nhầm dùng mà kêu là cái con này là con bọp. Ở đây thì mình kêu con dọp nha, có chỗ như là kêu con bọp vào phải. Cái nước này hấp vô cái tê luôn. Ây da, con này cứng vậy. Trời ơi, con này cua không ra luôn. Cái này ta tái, cái này là mình ăn sống cũng ngon, ăn với muối ớt. Đó. Thấy chưa? Cái này dọp này thì tầm cỡ 7-8 con là 1 ký à, nó nặng dữ lắm, một con là 100 mấy gram. Mấy con lớn lớn nhưng khoảng 4-5 con là 1 ký. Đó, nước không à, trời ơi, kiểu này mà húp con cá thôi, tê tái cuộc đời. Con mà cỡ này à, chừng khoảng 4-5 con 1 ký à, chả ba lửa luôn. Ui, con bự này. Này,
giọt mình nó sạch lắm, ở dưới mình mới bắt lên này nữa nó cũng không có sình, không có gì, không có đất gì. Nó không. Rồi, để mình tranh thủ cái mình tách hết cái số này rồi mình sẽ đứng cho mọi người xem nha. Rồi, nãy giờ vợ chồng mình tách đã xong rồi, cái này phải nướng hai lần. Đó, ở trên kia còn mấy con nữa. Đó, giờ hấp dẫn chưa? Con nào mới mập lúc. Mình đợi cho nó khô khô xíu cái mình sẽ bỏ cái mỡ hành lên, chờ đâu không mình bỏ sao. Đây, mình coi chén mỡ hành. Thì mỡ hành này mình bỏ dầu ăn với lại chút xíu bơ cho nó thơm, với đợi một miếng muối cho nó mặn mặn. Còn đậu phộng thì mình cũng đã làm sẵn rồi. Đây còn mấy con nè, mình phải nướng hai lần hết. Bây giờ mình sẽ cho đậu phộng lên. Hãy đậu phộng lên đi. Cho đậu phộng gì? Mỡ hành lột. Bỏ mỡ hành lên đi. Cho khô của mình cho mỡ hành lên này vừa. Giờ đậu chín cho mình cho đậu phộng lên. Thơm quá. Cách ly mà ăn cái món này thôi chết người. Con mời ba má nuôi về ăn với hai chồng con nha. Trời ơi, thôi làm gì mà chết đi. Con mời ba má nuôi về ăn. Kiểu này ông bà mà coi chắc chửi chết luôn quá. Ba má nuôi cho hoài buồn ngại quá muốn quăng hết vô xin nữa. Con mời ba má nuôi về để ăn má ơi, làm như là ông bà chết đi trời. Tôi được biết là chết luôn. Kiểu này chắc không cho nữa quá. Chứ bà mới nuôi hiền lắm, thương nghiệp lắm. Nhiều khi mình mua ổng đã cho không có lấy tiền, nhưng mà nhiều khi mình ép chứ lắm mới lấy. Nhiều đây cái cua mua với giọt là 400-500 ngàn luôn rồi, trong hết đâu. Tại vì giọt này 6 cái máy là nó nằm 100 mấy 200 rồi, cua nữa nằm cũng 200 mấy, cũng tầm 400-400 mấy. Trời ơi, bốc mùi quá hấp dẫn. Mấy cái con dừa này chín trước cơ, mà mình sẽ lấy mấy con này ra con đẻ mấy con kia vô. Thì cái bếp mình hơi nhỏ. Giờ nước nó cũng rút rút rồi nè, bây giờ mình sẽ bỏ đậu phộng vô. Bỏ đậu phộng vô đi. Nhiều quá rồi, nhiều quá nó méo. Xúc rồi. Quá hấp dẫn. Nó khô, vừa khô tới là mình ăn được rồi. Rồi thì hai vợ chồng mình nãy giờ nướng chín rồi nha. Ở đây nãy làm gì đây bà xã? Này gì đây? Muối gì đây? Sa tế ớt. Đây là cái muối ớt sa tế để có lạc mình bỏ vô ăn cho nó nhiều miệng nha. Đây là muối ớt sa tế. Đó. Này để chấm. Có hai đứa con nó mắc cỡ, nó không ăn, để ăn sau, giờ vợ chồng mình sẽ ăn trước. Đây. Con này bự nhất mà sao cái chuột nhỏ quá vậy ta. Hay con nào nó cũng khô rang nè. Đó, vậy là ngon rồi nha. Đó, chút nước, bỏ đi, thôi mình ăn không chút đi. Ăn trước không đây đẹp quá. Trước đây đẹp quá. Cho nhân trước. Thử coi nó vừa không vừa thì mình bỏ vô. Quá vừa thì mình khỏi bỏ. Đây, mình cầm người nha. Giọt, giọt nước. Cũng mầm ăn vừa. Cảm ơn người. Nó béo. Cái dầu đậu phộng béo. Cái mình nướng lên thơm. Ngon. Béo người là béo. Béo ngậy.
tiếp tục phần thứ hai. Ngon ơi là ngon. Dính mì đó. Dính cái cần giống như cái cầu gì. Nãy nó bỏ muối vô cái này nó cũng vừa vừa mà cũng vừa. Còn 2, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 3 mấy con, 32 con. Quá tê. Cho chút xíu sa tế với lại muối ớt lên. Đây, mọi người con nữa nha. Giờ hấp dẫn chưa? Cứ người ăn gần 7 con nghe, tại nó có bột hộn á, béo béo. 7 con. Béo quá, ăn màu nghe. Trời ơi, dăng một cục, bỏ lòn quá trời, bỏng luôn à. Ngay cái này cá, phải không? Dăng ngàn cổ một cá, đỏ. Ngã nguyên cục hành dăng. Anh đem quá, anh chỉ gì có ai thấy đâu. Tôm. Béo ơi là béo. Nó lớn lớn lên chút xíu rồi. Gì? Béo ơi là béo. Lớn chút nữa. Ngon ơi là ngon. Quá, con này ngon nè, khô. Rồi, mọi người luôn nha. Lắm. Nó béo lên tới ốc hồ lên trời. Cái dầu béo, hồi nãy mình có xíu bơ nữa. Lộp hộng nữa, nó ngậy. Trời ơi, nay bóc cho tôi nữa trời. Mời năm đi. Cú hồn chim én. Nay chờ bảo á. Bảo 7 ngày 7 đêm. Giờ vợ chồng mình dán nay là 13 ngày rồi. Khoảng 13 ngày 21 là còn 8 ngày nữa. 8 ngày nữa là người ta sẽ dỡ cái dao cách ly toàn khu này. Mà hy vọng là 8 ngày rồi là không có người F0 nha. Nếu mà có người F0 ở trong cái khu này nữa là sẽ tiếp tục cách ly tiếp. Bây giờ mà 8 ngày nay là sẽ không có người bị F0. Giờ này mình làm nhiều món lắm. Hấp chả thì mình phải có máy sạch đó. Mình sạch cái này nè, cho nó sạch đi. Cho nó còn chỉ bằng mấy cái đen đen nè. Nó sạch hết rồi mình hấp chả, ăn cực kỳ ngon luôn. Con giọng vừa bung miệng rồi mình ăn liền. Mọc. Coi ăn sống cũng được luôn. Ăn sống như hào rồi, không tanh. Mà mày ăn thêm muối ớt nữa. Cách ly mà toàn ăn hải sản là không là phải nói là sướng rồi. Còn cái cua nó thì ngày mai vợ chồng mình sẽ nghĩ ra cái món gì ngon sẽ làm một clip cua đó. Thì về bữa nay thì làm clip dọc được rồi, để dành. Nấu cua đi. Nấu cua à? Rồi, quyết định đi. Ăn con đây là kết thúc bây giờ. Nấu cua ai nấu mới được chứ. Em nấu cho. Nấu đi. Nấu đem dục. Khỏi ăn. Nói chung là vợ mình cũng không có biết nấu ăn gì nhiều. Mấy cái món có khó là mình nấu. Nấu cua em chưa dịch được. Mình làm món khác là phải hướng dẫn. Rồi mình nướng gai rồi ta. Giang cái gục mình vô giác rồi chẳng. Rồi thì chắc vợ chồng mình sẽ xin dừng tiếp tới đây nha. Thì nói chung bữa nay thì vợ chồng mình chỉ làm cái món ăn chơi thôi chứ không phải là cơm. Đây là giọt nướng mỡ hành tàu phộng. Thì những ngày mà mình còn cách ly thì có những cái món lạ là cái món dân giả để mình sẽ quay lại cho mọi người xem. Rồi chắc mình xin nhận cái từ đây. Mọi người thấy yêu mến cho mình xin một like, một đăng ký và một lượt chia sẻ nha. Rồi em mọi người cứ đi sau. Vừa làm vậy? Thảo nữa làm gì? Cũng không.